Lê xin chào quý khán giả đã đến với tin người Việt Canada của C-Production cập nhật những tin tức mới nhất về đời sống và tình hình dịch Covid-19. Bản tin được ban biên tập cập nhật mới mỗi ngày từ những nguồn tin báo nước ngoài uy tín và chính xác. Mời quý vị cùng theo dõi YouTube channel tin người Việt Canada phát sóng 7 ngày trong tuần. Quebec cải tiến luật pháp ngữ tăng cường các quy tắc cho các doanh nghiệp và trường học. Chính phủ Quebec hôm thứ Năm ngày 13 tháng 5 đã tái khẳng định quyền sống và làm việc bằng tiếng Pháp của người dân Quebec khi họ đưa ra một cải cách lớn đối với phần luật ngôn ngữ đặc trưng của tỉnh, được gọi là dự luật 101. Simon, Bộ trưởng chịu trách nhiệm về ngôn ngữ Pháp cho biết, mục tiêu của dự luật 96 là khẳng định rằng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức duy nhất của tỉnh và là ngôn ngữ chung của quốc gia Quebec. Simon và Thủ hiến François Laco cho biết họ đã ban hành luật để đáp lại các nghiên cứu cho thấy tiếng Pháp đang giảm, đặc biệt là ở Montréal. Laco nói với các phóng viên tiếng Pháp sẽ luôn dễ bị tổn thương vì tình hình Quebec ở Bắc Mỹ. Theo nghĩa đó, mỗi thế hệ trôi qua đều có trách nhiệm đối với sự tồn tại của ngôn ngữ của chúng ta và giờ đến lượt chúng ta cần gìn giữ chúng. Dự luật dài 100 trang, nếu được thông qua sẽ thắt chặt luật ký kết và tăng cường các yêu cầu về ngôn ngữ đối với các doanh nghiệp, chính phủ và trường học. Nó sẽ tạo ra một ủy viên pháp ngữ mới và mở rộng các yêu cầu về ngôn ngữ cho các doanh nghiệp có 25 nhân viên trở lên, giảm từ 50 các cơ quan chính phủ sẽ phải sử dụng tiếng Pháp độc quyền trong giao tiếp bằng văn bản và bằng miệng. Với một số ngoại lệ, trong khi các doanh nghiệp sẽ phải đảm bảo về ưu thế rộng của tiếng Pháp trên các bản hiệu bao gồm nhiều ngôn ngữ. Các quy định khác sẽ giới hạn việc ghi danh và các trường cao đẳng và đại học tiếng Anh, trao quyền hạn mới cho các cơ quan giám sát tiếng Pháp và tạo thêm hỗ trợ cho những người nhập cư mới và các doanh nghiệp muốn cải thiện khả năng nắm bắt ngôn ngữ của họ. Simon cho biết một yếu tố cơ bản của dự luật sẽ tiếp tục đảm bảo quyền, được làm việc và được phục vụ bằng tiếng Pháp, bao gồm cả việc cho phép công dân gửi đơn khiếu nại với cơ quan giám sát ngôn ngữ đối với các cửa hàng không phục vụ họ bằng ngôn ngữ chính là tiếng Pháp. Ông nói, những gì chúng tôi thảo luận hôm nay là vấn đề cơ bản được phục vụ hoặc được thông báo bằng tiếng Pháp. Luật còn được gọi là hiến chương pháp ngữ được thông qua vào năm 1977, trong khi ông Lego đã mô tả dự luật là bước quan trọng nhất để bảo vệ tiếng Pháp kể từ dự luật 101. Ông đã dừng việc bao gồm một số yêu cầu gây tranh cãi nhất từ những người cứng rắn, chẳng hạn như cấm sinh viên Pháp hoàn toàn theo học các trường trung học cơ sở tiếng Anh hoặc yêu cầu biển hiệu thương mại chỉ bằng tiếng Pháp. Dự luật tạo ra một cơ chế để tước bỏ tình trạng song ngữ của các thành phố nếu dân cư của họ giảm xuống dưới ngưỡng 50% người nói tiếng Anh. Nhưng luật pháp cũng cho phép các thành phố duy trì trạng thái song ngữ của họ nếu hội đồng của họ bỏ phiếu để làm như vậy. Thủ tướng đã mô tả những thỏa hiệp này là bằng chứng cho dự luật là hợp lý và không vi phạm quyền của người nói tiếng Anh. Ông Leco cho biết toàn bộ dự luật được bao hàm bởi điều khoản bất chấp. Điều này bảo vệ pháp luật khỏi những thách thức của tòa án về việc vi phạm các quyền được bảo đảm trong hiến chương về quyền tự do của Canada. Ông bảo vệ việc sử dụng điều khoản mà ông mô tả là công cụ hợp pháp để cân bằng quyền cá nhân và quyền tập thể. Chúng tôi không chỉ có quyền, mà chúng tôi còn có nghĩa vụ để sử dụng điều khoản bất chấp, đặc biệt là khi nền tảng của sự tồn tại của chúng tôi với tư cách là một quốc gia nói tiếng Pháp đang diễn ra. Ông Leco và Jolene Barretti cho biết dự luật cũng đề xuất sửa đổi hiến pháp của Canada để khẳng định Quebec tạo thành một quốc gia với tiếng Pháp là ngôn ngữ chính. Jolene Barrity đề nghị Quebec có quyền đơn phương sửa đổi phần hiến pháp, nêu rõ quyền lập pháp của các tỉnh. Thủ hiến cho biết ông sẽ gửi thư cho các thủ hiến khác và Thủ tướng Justin Trudeau để giải thích về dự luật. Lãnh đạo của đảng có chủ quyền là Parti Quebecois đã cáo buộc chính phủ của ông Leco là làm mức tối thiểu để bảo vệ tiếng Pháp và nói rằng dự luật không có hiệu lực trong một số lĩnh vực quan trọng. Paul Perry cho biết Bill 96 không thực hiện bất kỳ bước nào để kiểm soát việc nhập cư của những người nhập cư không nói tiếng Pháp, để cấm những người nói tiếng Pháp theo học các trường cao đẳng tiếng Anh, hoặc để đảm bảo cho các doanh nghiệp không yêu cầu tiếng Anh một cách không cần thiết như một điều kiện tuyển dụng. Liên đoàn của các doanh nghiệp độc lập Canada bày tỏ lo ngại luật có thể tạo thêm chi phí và chi phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn đang gặp khó khăn với COVID-19. Tổ chức cho biết phần lớn các doanh nghiệp họ giám sát có 56% đã phản đối các luật ngôn ngữ bổ sung với sự phản đối mạnh mẽ hơn ở thành phố Montreal và Quebec. Tuy nhiên, nhóm ca ngợi dự luật đã bao gồm lời hứa tạo ra một cơ quan cung cấp thêm các nguồn lực để giảng dạy tiếng Pháp cho các doanh nghiệp và các cá nhân. Tại Ottawa, Bộ trưởng Ngôn ngữ Chính thức Liên bang cho biết chính phủ sẽ nghiên cứu kỹ dự luật. Tình hình tiếng Pháp trong nước là đặc biệt và chính phủ có trách nhiệm bảo vệ và quảng bá tiếng Pháp không chỉ bên ngoài Quebec mà cả trong Quebec. Chính phủ của chúng tôi dự định làm phần việc của mình trong khi tiếp tục bảo vệ quyền của các nhóm ngôn ngữ thiểu số. Dụ luật bao gồm khoảng 200 sửa đổi sẽ trải qua một thời gian tranh luận và xem xét kỹ lưỡng trước khi được thông qua. Ông Lego cho biết ông sẽ khởi động một loạt các cuộc tham vấn vào mùa thu này về địa điểm tiếng Pháp ở Quebec. Vắc-xin COVID-19 Made in Vắc-xin COVID-19 Made in Canada đầy hứa hẹn ở giai đoạn cuối. Hiện có khoảng 14 loại vắc-xin COVID-19 đang được Bộ Y tế Canada xem xét, trong đó có một số loại được tạo ra ở quốc gia này. Một chuyên gia cho biết thuốc tiêm của Medicago cho kết quả rất hứa hẹn trong các thử nghiệm giai đoạn cuối. Công ty có trụ sở tại Quebec đã bắt đầu giai đoạn 3 của thử nghiệm trên người vào tháng 3 với mục tiêu chia sẻ kết quả vào cuối năm nay. Thủ tướng Trudeau nói rằng các biện pháp y tế sẽ duy trì cho đến khi nhiều người Canada được tiêm chủng hơn tiến sĩ Omar Khan, giáo sư kỹ thuật y sinh tại Đại học Toronto cho biết loại vaccine này sử dụng công nghệ dựa trên thực vật, không giống bất kỳ loại vaccine khác nào hiện đang được chấp thuận sử dụng ở Canada. Lý do là nó trông giống như virus hơn và nó chỉ là những phần bên ngoài của nó. Đó là một phiên bản virus rất thú vị, gần như rỗng và nó không có các phần khác. Vì vậy, nó chỉ là một lớp vỏ. Đó không phải là bộ phận gây bệnh không có thông tin di truyền nào trong đó cả một số protein trong đó được tập hợp lại với nhau giống như virus thực vật ông khang nói rằng các thử nghiệm ở giai đoạn cuối đang diễn ra rất tốt thêm vào đó ông ấy rất mong được xem xét kết quả tổng thể ông cũng cho biết công nghệ gốc thực vật mà ông giải thích là hệ thống miễn dịch dễ dàng nhận ra nhưng hoàn toàn không lây nhiễm và dễ được sản xuất trên khắp thế giới những nơi khác có thể không sản xuất được vaccine Moderna hoặc là Pfizer nếu họ có thể tạo ra vaccine Medicago rất hiệu quả bởi vì họ đã có cơ sở hạ tầng. Điều đó thật tuyệt vời vì nó cung cấp cho mọi người nhiều nguồn cung hơn và nó thực sự có thể giúp chúng ta ngăn chặn sự phát triển toàn cầu về số lượng nhiễm trùng. Nếu được chấp thuận thì Medicago dự kiến có thể sản xuất tới 80 triệu liều vaccine mỗi năm, con số đó lên đến 1 tỷ liều một khi nhà máy với quy mô lớn được hoàn thành vào năm 2023. Bộ Y tế Canada đã nhận được phần đầu tiên trong đơn gửi vaccine của Medicago và để xem xét vào tháng 4.